Chào cô gái, mình đến từ đâu? Mình đến từ đâu? Từ đâu? Ở Mỹ, ấp Khánh Mỹ, xã Khánh Hòa hả? Rồi, hôm nay anh đến đây làm gì vậy? Hôm nay mình coi vật vàng. Coi hay là vật? Xin chào quý bà con và các bạn, hôm nay đã quay trở lại kênh YouTube của An Giang Lê Thanh. Thì hôm nay Lê Thanh đến thành phố Châu Đốc ngay đang là ngày 16 tháng 7, ngày giật cô hồn, là ngày giật vàng ở Tam Sơn Quốc Dương Miếu. Thì hôm nay Lê Thanh bà thấy bà con đến đây rất là đông, để Lê Thanh quay lại một đoạn video để trước nhất làm kỷ niệm, sau đó để gửi cho bà con xem lễ hội giật vàng ở thành phố Châu Đốc tại Tam Sơn Quốc Dương Miếu. Thì mời cả nhà cùng theo dõi một đoạn video. Thì ở đây hôm nay là chuẩn bị mía và bánh kẹo thịt, tất cả những đồ ăn ở đây bà con sẽ giật về, đó là cái lộc may mắn mà giống như là ông ở đây ban cho, ai cũng tranh thủ thời gian để giật. Thì mời cả nhà cùng theo dõi một đoạn video của Lê Thanh nha. Và mình sẽ phỏng vấn anh này có bộ đầu giống Hồng Tờ. Hôm nay mình đến đây làm gì anh? Dạ, đến đây hôm nay là ngày 5 tháng 7. Dạ. Ngày 16 là ngày mình... Hôm nay 16 ha. Dạ, 16 mình giật ông lên, mình giật ông về lấy lọc. À, giật gọi là giật vàng là ngày cúng hồn đúng không? Rồi, mình giật ông lấy lọc. Rồi. Rồi, hy vọng bữa nay sẽ giật được ha. Nè, mà dẫn đây. Đây, các anh em này đang chuẩn bị nè. Mình sẽ đi... mình. À, dạ không nhắn anh hôm nay nó đây làm gì? Cái lọc hy vọng bữa nay anh sẽ được cái lọc may mắn nha. Rồi, chúc cho anh sẽ may mắn. Rồi, mình sẽ đi vào vòng vòng phía bên trong. Nghe khán giả thì ở đây đang chuẩn bị rất là nhiều mía nè. Đây. Hôm nay mía rất là nhiều nha. Chuẩn bị đầu lăn luôn. Ôi, xin chào nha. Rồi, giống Lê Thanh. Ba ở đâu? Đâu? Chị đó hả? Chị đó hả? Đó. Ở trong á, đây, chuẩn bị. Thì khán giả ơi, thì hôm nay là tổ chức lớn đó. Tổ chức lớn đó, thì mình sẽ đi quay vòng vòng nha. Theo cái vòng vòng này đông quá bà con ơi, này đông quá. Sáu phân nhớ vào làng ra đi. Ồ, đây bà con đang chuẩn bị không về chứ ta? Em lên. Đây bà con đang chờ đợi ông về. Đây, chút nữa ông sẽ đi vô đây. Đây, để cho em đi quay sơ. Chuẩn bị tới mọi năm thì vào ngày này thì ở Tam Sơn Quốc Dương Miếu tổ chức lễ giật vàng cho ông về để cho phép đi làm ăn sẽ được may mắn nha. Ở đây đang chuẩn bị. Rồi Lê Thanh sẽ đi vòng ra phía bên ngoài nha. Đây. Đây mình sẽ quay một đoạn nha. Đây bà con chuẩn bị mía đã cột như thế này, như một cái hàng rào ha, như một cái hàng rào. Chúc bà con sẽ giật mía vàng để được cái lọc đó khán giả. Đây chuẩn bị rất là nhiều. Wow, có thịt heo luôn. Đây, bông hoa nước. Chúc mấy ông sẽ về bàn lọc tại Tâm Sơn Miếu nha khán giả. Mấy hôm trước anh có đã có đến đây để quay video cho khán giả xem rồi. Hôm nay thì ăn dịp đến ngày lễ hội này thì Lê Thanh sẽ trở lại đây để quay cho khán giả xem.
Leo mía lên rồi. Dạ, leo mía lên à. Làm như cái một cái hàng rào vậy hả chú? Cái hàng rào à, leo mía cho cô hồn đó chạy vô. Dạ, cho cô hồn chạy vô hả? Dạ. Tại giật được cái này là nghe nói được cũng được may mắn như cái sinh được cái lộc vậy hả chú? Cái cờ. Cái cờ bữa nay có cờ không có, chú? Dạ, trong cổ. À, trong cổ ha, chứ chưa ở đây phải không? Trong cổ là trong kia hả? Trong đó dạ. Dạ dạ. Cờ đó là cái lộc hả chú? Cái lộc của đúng không hả? Dạ dạ dạ. Quá nhiều luôn á dạ. Thì chút xíu ông sẽ về nha khán giả. Chào nha. Rồi chút nữa cái này sẽ đem ra ngoài để cho ông ấy nhé. Đây. Thì hôm nay chuẩn bị là bốn lá cờ này. Thì chia sẻ là lá cờ này là một cái lá cờ lộc, cái lá cờ lạnh đó khán giả. Đó. Rất là nhiều. Bên đây có quần áo, bánh kẹo, khăn, oxy, nón và lá cờ. Bên đây cũng vậy. Đây, đây cũng vậy, chút xíu sẽ đem ra ngoài nha. Đây, đó là cờ đó. Đó. Đang chuẩn bị nha. Chuẩn bị rồi đó, ông chưa lên, để sẵn ông lên là thịt heo rồi nè. Dạ là khiến cổ ra rồi đó. Cổ đó là mấy cái cờ trên đó là để treo trước cửa nhà là măng khá giả. À, ai giật được cái đó là... Ai đó giật cái đó là em về đó là treo trên nhà đó là làm ăn buôn bán này kia. Dạ. Nhận rồi á, mua cái lá cờ cũng từ giá 2 triệu qua 1 triệu. Thì đó, à, mấy người mua lại là ai mua? Là mấy người làm ăn kinh doanh rồi đó. Dạ, dạ, dạ. Mấy người kinh doanh. Dạ, dạ. Nó mấy cái cờ đó đó. Dạ, dạ. Mấy bó nhà ăn luôn hả? Mấy bó nhà ăn luôn hả? Chốt theo một. Ở quần áo đâu? Đó là quần. Thôi thịt heo nè, mỗi một cây mía thì sẽ treo thịt heo dưới đây nè. Đây. Con muốn giật được cái gì? Ý con muốn giật. Con giật cào chú. Con thích giật cào không? Ai cũng thích giật cào hết trơn á dạ. Con giật cào làm cái gì? Làm nhà cho may mắn không? Giật mía không? Đây. Đây. Treo thịt heo, cây mía treo thịt heo nè. Nở đấy hả? Rồi mình sẽ ra ngoài phỏng vấn nha. Đây mình sẽ qua bà con đứng ở đây chờ rất là nhiều. Một chút nữa lễ hội này diễn ra rất là vui nhộn. Đâu con gái nào đâu? À, chạy vậy cho phỏng vấn nha. Hello. Ừ. Nè qua đây hôm nay cũng mở mở trang nha coi cái đẹp thôi mở trang đi dạ, đặng cho người ta biết mình là ai mở trang à đó à, chào cô gái mình đến từ đâu anh Mỹ ấp Khánh Mỹ xã Khánh Hòa hả rồi à, hôm nay anh đến đây làm cái gì vậy coi hay là giật coi thôi giật à, giật mình vô giật lên là mình có cái hy vọng may mắn hay sao đó thì hôm nay là cũng như một cái ngày hội lớn ở tại Tam Sơn Miếu nha khán giả bà con đến đây cũng gần cả ngàn người á đông lắm rồi hy vọng em sẽ được may mắn lỡ có mấy anh này giật truyền ra cho em nha rồi 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 à đúng rồi
Lộc à. nếu mà không giật đứng đây chừng mấy ảnh giật không được, nó ảnh khiêng luôn đó, giác luôn. rồi chút xíu nữa sẽ gặp nha. Rồi đây bà con à, đội lăng hùng mảnh đó bà con, chắc cỡ hàng ngàn người đó khán giả, rất là An Giang Lê Thành. À, 2-3 nè. 2-3. Bây giờ mình làm lại cái nữa chơi đều nha. 2-3. Quá rồi, quá vui rồi bà con. Hãy bấm like, bấm đăng ký, bấm chuông để được theo dõi những video tiếp theo. Lê Thanh xin chào và hẹn tất cả các bạn một video tiếp theo.